Tiếp tục cái series những cái điện thoại giá tốt trong dịp Black Friday lần này tại Cellnet thì ngày hôm nay mình sẽ đem tới đến một cái chiếc điện thoại có thể coi như là độc quyền tại Cellnet đi. Đấy là Poco M6 4G. Cái chiếc điện thoại này thì mình cũng đã mở hộp cách đây khoảng mấy tháng rồi. Thì lúc đầu là cái giá niêm yết của nó nhé, thì nó rơi vào tầm khoảng 4 triệu 3. Thế cái video mà mình mở hộp cách đây mấy tháng thì nó rơi vào khoảng 3 triệu 8. Cái mức giá mà các bạn đang nhìn thấy ở trên hình thì nó là 3 triệu 490. Nhưng cái đợt Black Friday lần này thì giá của nó sẽ còn là 3 triệu 250 nghìn đồng. Đấy, 3 triệu 250 nghìn đồng. Với mức giá như thế này, thậm chí nhá, nó còn đang rẻ hơn cả con Samsung Galaxy 05S đang được bán tại Cellphone với mức giá là 3 triệu 590. Thế thì mình cũng so sánh nó luôn với cả Galaxy A05s để xem là Poco M6 nó sẽ có những điểm gì hơn và kém so với đại diện đến từ Samsung nhé. Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì rõ ràng là Poco M6 sẽ có hộp phụ kiện là hơn hẳn so với cả Galaxy A05s rồi. Nó sẽ có ốp lưng, nó sẽ có sạc 33W và chắc chắn là cái việc hỗ trợ sạc của nó là nhanh hơn so với cả cái sạc chỉ hỗ trợ là 25W của Galaxy A05s mà thôi. Về phần thiết kế thì đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên là với mắt của mình đi thì mình sẽ lựa chọn Poco M6 bởi vì ít nhất là nó không bị cái màn hình giọt nước tương đối cũ như là Galaxy A05s. Còn về phần màn hình thì cả hai con này đều có màn hình Full HD cộng, tần số quét là 90Hz. Tấm nền thì cũng đều là LCD cả, nhưng kích thước lớn hơn thì sẽ là Poco M6 kích thước lớn hơn khoảng 0,1 inch và cái diện tích hiển thị ở phía mặt trước của nó cũng lớn hơn bởi vì viền màn hình của nó mỏng hơn. Về phần hiệu năng thì chắc chắn rồi, con chip Helio G91 Ultra của Poco M6 sẽ mạnh hơn con chip Snapdragon 680 của Galaxy A05s. Và có thêm một cái điểm nữa, mình nghĩ là cái điểm này sẽ là cái điểm quan trọng nhất này. Đấy là với cùng một cái tầm giá, thậm chí là còn rẻ hơn, thì Poco M6 chúng ta sẽ được RAM 6GB, còn Galaxy A05s chúng ta sẽ chỉ được RAM 4GB thôi nhé các bạn nhé. RAM 4GB đối với điện thoại Android bây giờ là cũng tương đối là tù túng rồi đấy. Về phần camera thì thực ra là hai con này có camera nó cũng khá là tương đồng với nhau thôi, không có nhiều điểm khác biệt lắm về camera giữa hai con này. Về pin thì cũng như vậy, nhưng mà sạc thì sẽ là Poco M6 sẽ là sạc nhanh hơn. Vân tay thì đều ở bên cạnh hông cả, và loa thì cũng chỉ có là loa đơn thôi. Đấy, nhưng mà rõ ràng là với việc là Poco M6 đang rẻ hơn cũng như là đang được giảm giá trong đợt Black Friday lần này thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn đáng để chúng ta quan tâm. Còn tất nhiên bình thường ấy, tầm 3 triệu như này, nếu mà chúng ta nghĩ đến những cái điện thoại hàng xách tay đi thì chúng ta có thể nghĩ đến Redmi Note 12 5G thứ, đúng không nào? Tuy nhiên các bạn chú ý nhé, đây là phân khúc điện thoại hàng chính hãng, hay thậm chí là có những bạn bảo là úi dồi, tầm khoảng 3 triệu mấy các bạn có thể nghĩ đến Redmi Note 13. Nhưng hãy chú ý rằng Redmi Note 13 mà hàng chính hãng là phải 4 triệu mấy chứ không phải là 3 triệu mấy đâu nhé các bạn nhé. Đây là hãy chú ý rằng là chúng ta đang xét ở trên tham chiếu là hàng chính hãng mới 100%. Cái Poco M6 4G này thì cá nhân mình đánh giá là nó sẽ có một số những cái điểm nổi bật ở trong cái phân khúc hàng chính hãng này. Ví dụ như là cái sạc 33W của nó sẽ là một cái điểm cộng này, hay như là cái màn hình Full HD cộng 90Hz là một cái điểm cộng. Mặc dù tấm nền chỉ là LCD thôi, nhưng mà trong cái tầm giá này như thế là được rồi. Hay như là con chip Helio G91 Ultra cũng là một cái điểm cộng. Đấy, RAM 6 bộ trong 128 được gọi là cơ bản ở trong tầm giá này. Nhưng mà những cái điểm trừ, ví dụ như là nó không có camera góc rộng thì đấy là cái điểm trừ. Mặc dù camera chính là 108 chấm đấy, nhưng mà nó không có camera góc rộng. Còn cái việc là không có loa ngoài là loa kép thì thực ra là bây giờ nhiều cái điện thoại đắt tiền hơn người ta cũng cắt giảm đi loa rồi, và thậm chí là người ta còn cắt giảm đi cả camera góc rộng cơ. Đấy, nhưng mà thôi, chúng ta cứ bới lông tìm vết thì chúng ta cứ cho như là đấy là cái điểm trừ. À, và có một cái điểm trừ nữa, đấy là cái tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong của nó. Nó không phải là tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong UFS nhanh đâu, nó chỉ là tốc độ đọc ghi thường thôi, đấy là eMMC 5.1 nhé. Đấy thì cũng phải chia sẻ hết tất cả những ưu nhược điểm của cái sản phẩm này cho các bạn xem luôn. Các bạn cảm thấy sao về Poco M6 bây giờ? Và theo các bạn, cái giá đợt Black Friday lần này là 3 triệu 250 nghìn đồng thì đây có phải là một trong những điện thoại đáng để cân nhắc ở trong cái tầm giá khoảng trên 3 triệu hay không? Hãy để lại comment cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!